Rất nhiều bác đang muốn xem cái ủng đi cấy này, và hôm nay thì em sẽ test thử trực tiếp để các bác nhà mình được xem nhé. Với cái đôi ủng này giá rất chi là thấp, nhưng mà các bác sẽ dùng hiệu quả ở mùa cấy của năm nay. Chân em là đang đeo số 39 nha các bác nhé. Đấy, đeo tới đùi như này. Mẫu quần ủng này thì sẽ có 3 loại. Có một mẫu quần là mặc tới bụng nha các bác nhé. Còn đây là cái mặc tới qua đùi. Cái này sẽ có hai dây này, các bác thít ngang như thế này. Cái này mặc rất chi là dễ nhá. Nói lại hay thế nào? Đấy, và bây giờ thì em đã đeo xong quần ủng và em sẽ đi cấy cho các bác thì mình xem nhá. Mã mang hết về rồi. Đang mà mượn cái mạ cấy là cấy hết rồi. À thế á?